cũng là chúc sức khỏe cho hai họ được dồi dào sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng. Cái thứ tự tôi cũng xin tuyên bố là biểu tình với lễ chiếu để tăng trọng tính tình với bên đại diện của tập thể nhà trai để tính tình. À, vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu thật chân thành nhất của ông đã đại diện cho phía họ nhà gái. Và Thanh Toàn cũng xin mạn phép thay mặt phía họ nhà trai chúc cho phía họ nhà gái về thượng lộ bình an. Và để trở lại chương trình cho nhà, Thanh Toàn xin được mời chủ nhân của ca khúc Đêm Huyền Diệu. Vâng, và Thanh Toàn cũng xin được mời chủ nhân của ca khúc Đêm Huyền Diệu ạ. Hey!